Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Aquaslin Extreme for Men. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Aquasline Extreme for Men cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Dạng bào chế của Aquasline Extreme for Men Lăn khử mùi Công dụng Sản phẩm lăn nách dành cho nam giới, dùng cho mọi loại da. Giúp giảm tiết mồ hôi vùng da dưới nách và khử mùi hôi vùng nách cho cơ thể. Giúp giữ gìn vệ sinh cho vùng nách đổ mồ hôi nhiều của cơ thể chỉ định Dùng cho nam giới bị đổ mồ hôi nhiều, bị mùi hôi nhiều ở vùng nách. Sản phẩm giúp bảo vệ từ sâu bên trong cho làn da bị đổ mồ hôi và mùi hôi nhiều. Hiệu quả cho cả những người mà các sản phẩm khử mùi thông thường không đạt hiệu quả. Cách dùng, liều dùng. Dùng vào buổi tối, ít nhất 2 lần một tuần sau khi làm sạch và lau khô vùng nách. Để đạt được hiệu quả cao nhất bạn nên sử dụng sản phẩm vào buổi tối tuyến mồ hôi hoạt động ít hơn. Tạo điều kiện để sản phẩm có thời gian phát huy tác dụng tối đa trong khi bạn ngủ. Buổi sáng nếu bạn tắm lại cũng không cần bôi lại. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Aquasline Extreme for Men mang đến sự bảo vệ tối ưu, chống đổ mồ hôi quá mức. Sản phẩm được khuyên dùng cho nam giới khi các sản phẩm thông thường không bảo vệ được. Không sử dụng Aquaslin Extreme for Men cho da đang bị tổn thương. Ngưng sử dụng nếu có biểu hiện kích ứng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Aquaslin Extreme for Men, đồng thời biết cách sử dụng Aquaslin Extreme for Men, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.